Dạ rồi, em Thiền Đỉnh xin kính chào quý bà con mình đã quay trở lại với kênh Thái Thiền Đỉnh Thốt Nốt Cần Thơ ha. Thì hôm nay thì ngày 13 tháng 6 năm 2023 thì cũng cắt cũng vài tấn hàng na, đang đi lên xe chuyển ra Bắc em bà con. Rồi thì hôm nay thì cũng cắt hàng hơi khuya do là cũng sắp xếp nhiều cái công đoạn ha. Bây giờ đang lên xe đây bà con. Rồi quay cho bà con xem cái hàng đang lên. Thì em đang cắt cái hàng hàng là vào ngày 26 này thì đi tầm khoảng 2 ngày thì sẽ ra tới ngoài Bắc. Đó, thì em cũng đi ở nhiều nơi, ví dụ như đi hàng Sài Gòn cũng có. Hàng Sài Gòn thì xe đã đi rồi. Nói chung là sắp xếp tới giờ này mới xong. Giờ này thì gần 11 giờ bà con. Đó, thì nói chung là cái công việc nó rất là cực khổ bà con. Nhưng mà cũng phải dán. Nói chung là giờ cái Na Thái thì nó cũng gặp nó đùng nhiều quá, nhưng cũng phải giải quyết cái hàng cho bà con. Nhưng mà đối với riêng bản thân em mà thương lái, tại vì em cũng làm. Hôm nay tâm sự với bà con chút xíu về cái cách làm việc của em. Ví dụ như em đang em không chỉ là một cái mảng về cái thu mua không, mà em luôn về cái mảng là vừa cây giống và vừa hỗ trợ kỹ thuật bà con túi bao A0608, rồi luôn cái mảng là thu mua phân thuốc. Nói chung là cái uy tín của em nó đặt lên hàng đầu. Khi mà em đã thu mua vườn cho bà con thì lúc nào em cũng làm hết khả năng của bản thân em để em giữ được cái uy tín, để em có thể làm những cái mảng khác. Thì cũng chia sẻ cho quý bà con cái đôi điều, dù như thế nào thì nếu mà em đã làm thì em trách nhiệm với cái hàng của em làm cho bà con mình ha. Thì em đang thu mua số lượng Na Thái hàng đẹp ở khu vực miền Tây. Bà con có nhu cầu liên hệ em, số điện thoại là 0961 084 636. Thì hàng của em thì đi cũng nhiều nơi, nói chung là đi Sài Gòn, rồi đi những cái đầu mối nhỏ, rồi những cái đầu mối lớn ở Hà Nội, Long Biên, rồi có cái đi Đông Tảo ha. Giờ này thì xe đang tăng bo về xe công đó, mà con đi hàng công đó. Thì em đang cố gắng em hoàn thiện tốt nhất cái khâu này, khâu thu mua này cho bà con mình. Lý do là hiện giờ là đang có rất là nhiều vườn na với số lượng lớn là đang nhờ em hỗ trợ cái kỹ thuật na, xong đó là sẽ hỗ trợ tiếp là thu mua luôn cái hàng na cho bà con. Thì em đang làm cố gắng hết sức mình có thể để hoàn thiện và chọn về cái khâu mà về cây giống nguyên trọn gói, về cái cây na, cây giống, hỗ trợ kỹ thuật, túi bao và cái thu mua luôn cho bà con. Thì em đang cố gắng hết sức mình. Kính chúc với bà con mình ha nhiều sức khỏe, bình an. Xin thân ái kính chào.